Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Đã bao nhiêu lần bạn nghi ngờ vào quyền năng của Chúa khi Ngài không đáp lời cầu xin của bạn? Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, Ngài sẽ can thiệp và giải quyết vấn đề cho chúng ta trong thời điểm và ý muốn tốt lành của Ngài. Chúa là đấng thành tín và những lời hứa tuyệt vời của Ngài dành cho con cái Ngài còn đến đời đời. Hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Sandra Holcomb qua chủ đề Đấng thành tín và chân thật. Chuyện kể về con gái của viên quản lý nhà hội vừa chết được nối tiếp sau chuyện kể về sự kiện Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đến nhà Ma-thi-ơ để ăn cùng ông và có nhiều người thu thuế và người có tội cùng dự. Viên quản lý nhà hội đến cầu xin Chúa Giê-xu cứu sống con gái mình. Trên đường đi đến nhà viên quản lý nhà hội thì một người phụ nữ bị mất huyết đã 12 năm chạm vào trôn áo của Chúa Giê-xu thì tức thì bà được lành. Khi vừa đến nhà viên quản lý thì Ngài đuổi hết đám đông và phán rằng: "Hãy lui ra, bé gái này không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ." Nhưng đám đông cười nhạo Ngài. Những người đang khóc than cháu gái này thì không tin nó đang ngủ. Vì thế, họ chế giễu Chúa Giê-xu. Nhưng họ không biết rằng Chúa Giê-xu cũng chính là đấng khiến mặt trời dừng lại ước trọn một ngày, được chép trong sách Giô-sê chương 10, câu 12 đến câu 14. Chúa Giê-xu cũng chính là đấng chu cấp mọi điều cho chúng ta theo cách bất ngờ nhất, được chép trong sách Ma-thi-ơ chương 17, câu 27. Chúa Giê-xu cũng chính là đấng cai trị toàn cõi vũ trụ này khi Ngài đi bộ trên mặt nước, được chép trong sách Ma-thi-ơ chương 14, câu 25. Cũng chính Ngài là đấng hiện ra với các môn đồ giữa căn phòng đang đóng kín, được chép trong sách Giăng chương 20, câu 19. Và Ngài cũng là đấng vượt qua đám đông khi họ muốn ném Ngài xuống vực sâu, được chép trong Luca chương 4, câu 28 đến 30. Dù chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, nhưng không biết bao nhiêu lần chúng ta nghi ngờ Ngài sẽ can thiệp và giải quyết vấn đề cho chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nhưng chúng ta dễ dàng thối lui hoặc lung lay đức tin vì lời cầu nguyện không được Chúa đáp lời theo như chúng ta mong đợi. Tôi cũng có trải nghiệm tương tự như vậy khi mẹ tôi bị bệnh. Khi mẹ tôi đau bệnh thì tôi cầu xin và tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành bệnh cho mẹ tôi. Nhưng tình hình của mẹ tôi trở nên xấu hơn. Tôi nhờ mọi người trong nhóm cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho mẹ tôi. Tôi cũng nhờ bạn bè và gia đình cầu thay. Nhưng tình hình của mẹ tôi chuyển biến xấu hơn. Lúc đó, tôi tức giận với Chúa. Mẹ tôi là một trong những người phụ nữ tốt bụng và kính mến Chúa. Nhưng Chúa lại để mẹ tôi lâm vào hoàn cảnh nguy cấp như vậy. Nhưng thật ra, Chúa luôn luôn ở bên cạnh mẹ tôi. Thật khó lòng cho tôi khi rất lâu sau đó thì tôi mới kể cho người khác rằng Chúa là đấng hiện diện trong cuộc đời của mình. Và rồi ngày mẹ tôi qua đời cũng đã đến. Ngày trước khi lễ phục sinh diễn ra vào Chủ nhật thì Chúa tiếp rước mẹ tôi về thiên đàng. Trước khi mẹ tôi nhắm mắt thì bà nhìn vào góc của trần nhà và giơ cánh tay của bà lên để với tới một ai đó. Trong thực tế, có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống khiến chúng ta không thể nào hiểu vì sao Chúa lại cho phép xảy ra. Điều mà Chúa muốn chúng ta làm là tin cậy Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hoàn toàn vâng phục Ngài cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay lìa khỏi trần gian này và về quê hương đời đời của chúng ta trên trời. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Chính lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 9 đem đến cho chúng ta lời hứa tuyệt vời cho những ai yêu mến Ngài. Nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Do đó, tôi tin chắc rằng mẹ tôi đang vui vẻ ở thiên đàng cùng với bạn bè, cha tôi và những người thân trong gia đình. Chính lời Chúa trong sách Khải Huyền đem đến cho chúng ta niềm hy vọng rằng Chúa Giê-xu sẽ cưỡi ngựa trắng, sẽ tái lâm từ thiên đàng. Tôi tin chắc rằng chính Chúa Giê-xu đã kêu con gái của viên quản lý nhà hội sống lại, thì Ngài cũng khiến mẹ tôi sống lại và ban sự sống đời đời cho bà ấy. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, xin Ngài giúp đỡ, an ủi và khích lệ chính mình con cũng như những người đang bị thử thách
và còn ngập chìm trong sự đau khổ buồn giận. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết rằng trần gian này chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới là quê hương đời đời của chúng con. Điều chúng con cần làm là mau chóng chia sẻ về phúc âm của Chúa để không ai bị bỏ lại trong ngày Chúa trở lại. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, nếu ngay lúc này bạn đang nhớ những người thân yêu của bạn và có thể bạn buồn lòng với Chúa trước những nỗi mất mát người thân, thì bạn nên quyết định tin cậy Ngài và tin chắc rằng Ngài đã tiếp rước họ về nơi thiên đàng và bạn sẽ gặp lại họ khi bạn qua đời. Chúng ta phải chọn tin cậy vào lời hứa của Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Ngài là đấng thành tín và luôn luôn làm trọn lời hứa của Ngài. Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán, nguyện đời đời tôi tấn mi vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên tầng trời dành cha ca sáng, chính hứa hôn đời Chúa đứng thật ban ân, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngọn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hứa ngư vua Christ này. Nghìn thu không cái hoang, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn, nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hứa ngôn đầy Chúa đứng thật ban ân, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hứa ngư vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh trói sáng, chính hứa ngôn đầy Chúa đứng thật ban ân, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hứa ngư vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hằng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hứa ngôn đầy Chúa đứng thật ban ân, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hứa ngư vua Christ này, đứng trên lời đây. Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hứa ngư vua Christ này.